Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Có một điều hơi lạ là kể từ khi làm kênh đến giờ, Dynoman tôi chưa chính thức đề cập đến một loài rực long nào cả. Rực long, bất chấp việc một số người vẫn nhầm rằng chúng là khủng long và gọi là khủng long bay, đã từng là nhóm sinh vật biết bay vĩ đại nhất tồn tại trên trái đất, với quãng thời gian hiện diện gần như tương đương với khủng long, bắt đầu từ khoảng 228 triệu năm trước và thậm chí có thể còn sớm hơn, cho đến 66 triệu năm trước, khi sự kiện tuyệt chủng phân tráng cổ cận xảy ra, quét sạch khủng long phi đều và nhiều nhóm bò sát cổ đại phi thường khác như thương long, sa cảnh long và cả rực long nữa. Ngày nay thì các công nghệ mới và nghiên cứu mới đã giúp chúng ta hiểu hơn về rực long. Tuy nhiên, việc tìm hiểu về nhóm bò sát biết bay này vẫn là một điều gì đó cực kỳ khó khăn. Xuất phát từ một đặc điểm tiến hóa rất quan trọng, giúp việc những sinh vật khổng lồ này biết bay trở nên khả thi, đó chính là những khúc xương rỗng giúp giảm nhẹ khối lượng cơ thể. Rỗng đồng nghĩa với việc chúng dễ bị phá hủy hơn và khó để lại những bộ xương hóa thạch nguyên vẹn. Dù vậy thì chúng ta vẫn xác định được nhiều giống loài rực long từng tồn tại, và một trong những cái tên nổi tiếng nhất, không kể nào khác chính là Quetzalcoatlus. Được khám phá cách đây hơn nửa thế kỷ nhưng con rực long này vẫn chưa thôi khiến con người ngạc nhiên về kích thước mà một con bò sát biết bay có thể đạt được. Ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về Quetzalcoatlus, rực long lớn nhất từng thống trị bầu trời kỷ phân trắng. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Không phải ngẫu nhiên mà con người khao khát được bay đến vậy. Bay là một trong những khả năng hiếm gặp nhất ở động vật. Trong suốt chiều dài lịch sử của sự sống thì khả năng bay chỉ xuất hiện ở một số nhóm động vật và càng hiếm hơn ở động vật có xương sống. Hiện nay chỉ có hai nhóm động vật có xương sống biết bay là chim và rơi. Rơi biết bay nhưng năng lực bay của chúng cũng không thật sự mạnh mẽ. Chỉ có chim, những hậu duệ trực tiếp của khủng long phi điểu mới thật sự là ông chủ của bầu trời và khả năng bay của chúng có lẽ đã được phát triển từ khoảng 150 triệu năm trước. Ấy vậy mà trước chim, đã có một nhóm động vật có xương sống phát triển khả năng bay lượn đến mức cực đỉnh hàng chục triệu năm, khi chúng không những bay được mà còn đạt được những kích thước khổng lồ, lớn gấp nhiều lần những loài chim lớn nhất, hơn cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Thử nghĩ mà xem, một con vật có kích thước tương đương một con hươu cao cổ sải cánh trên bầu trời, với đôi cánh có thể che khuất mặt trời ở mỗi nơi chúng bay qua. Đó chính là rực long. Nếu như ở dưới mặt đất, khủng long có thể được ví như những vị thần khổng lồ, các Titan, thì ở trên bầu trời các Titan chính là rực long. Dù không phải loài rực long nào cũng đạt đến kích thước ngoài sức tưởng tượng, cũng có không ít cái tên có thể cho chúng ta cảm giác choáng ngợp khi thấy chúng xuất hiện, như Quetzalcoatlus. Chi rực long từng sống cách chúng ta 68 đến 66 triệu năm trước ở khu vực ngày nay là Bắc Mỹ. Câu chuyện của Quetzalcoatlus khởi đầu vào năm 1971 tại công viên quốc gia Big Bend nằm ở phía tây bang Texas của nước Mỹ, sát biên giới với người láng giềng Mexico. Khi Douglas Lawson, một học viên cao học ngành địa chất tại Đại học Texas đang đi tìm hóa thạch khủng long, dường như anh đã tìm được hóa thạch của một động vật khổng lồ nào đó không phải khủng long. Lawson nhanh chóng hoàn tất việc khai quật và thứ mà anh tìm thấy là một cái cánh không nguyên vẹn của một con rực long chưa từng được biết tới. Tiếp đó, vào năm 1972 rồi đến năm 1974, Lawson tiếp tục khám phá được hai điểm khai quật khác cùng niên đại có hóa thạch của sinh vật này, cách điểm khai quật ban đầu khoảng 40 km. Ở đó thì anh cùng giáo sư Juan Lanston Jr. của Bảo tàng Tưởng niệm Texas tìm thấy ba bộ xương không nguyên vẹn của những cá thể nhỏ hơn nhiều so với mẫu vật đầu tiên. Sau đó khoảng một năm thì Lawson công bố phát hiện của mình trong một bài báo trên tạp san khoa học uy tín hàng đầu nước Mỹ, tạp san Science. Cùng năm đó thì Lawson quyết định lấy mẫu vật đầu tiên được tìm thấy làm mẫu định danh cho một loài rực long mới, được anh đặt danh pháp khoa học là Quetzalcoatlus Northropy, trong đó tên chi lấy cảm hứng từ vị thần rắn có lông vũ của người Aztec. Quetzalcoatl có tên loài dùng để vinh danh John Knudsen Northrop, nhà sáng lập của Northrop Corporation, công ty đã phát triển thiết kế máy bay không đuôi khá giống với cấu tạo cơ thể của chính con rực long này. Ban đầu thì các mẫu vật nhỏ hơn được cho là các cá thể chưa trưởng thành của Quetzalcoatlus Northropy. Tuy nhiên khi có nhiều mẫu vật mới được khai quật hơn thì người ta cho rằng đó có thể là một loài riêng biệt của cùng chi Quetzalcoatlus. Đến năm 2021, người ta mới chính thức xác nhận giả thuyết này và định danh loài mới với danh pháp hai phần Quetzalcoatlus Lawsoni, đương nhiên là tên loài dùng để vinh danh Douglas Lawson, người đã phát hiện ra hóa thạch đầu tiên của Quetzalcoatlus. Có một điều ít người biết là lịch sử danh pháp của Quetzalcoatlus cũng rất bất ổn và phải đến tận năm 2021 mới được gọi là giải quyết tương đối ổn thỏa. Được xếp vào họ rực long khổng lồ Asdacidae,
Một số nhà cổ sinh văn học cho rằng Quetzalcoatlus có thể là một danh pháp đồng nghĩa với một chi rực long khổng lồ khác là Hatzegopteryx, được tìm thấy tại Romania. Sở dĩ người ta nghĩ đến khả năng này là bởi họ tin rằng những rực long khổng lồ như Quetzalcoatlus và Hatzegopteryx có khả năng bay xuyên lục địa một cách dễ dàng. Đồng thời, mẫu vật Quetzalcoatlus northropi có rất nhiều điểm tương đồng với Hatzegopteryx. Tuy nhiên, dựa trên các mẫu vật của loài Quetzalcoatlus thứ hai, họ mới xác định chúng là những chi hoàn toàn khác biệt và tư cách độc lập của Quetzalcoatlus mới được thừa nhận. Mặc dù vậy thì Quetzalcoatlus vẫn nhanh chóng nhận được sự chú ý và quan tâm của những người yêu thích cổ sinh. Lý do thì không gì khác khi là kích thước khổng lồ của nó. Nói đến kích thước của các loài biết bay, thay vì chỉ dùng chiều dài thì người ta thường dùng thông số chiều dài sải cánh, bởi đơn giản sải cánh rộng hơn sẽ giúp con vật tải được một cơ thể khổng lồ hơn. Nhớ tính ban đầu cho rằng, mẫu định danh của Quetzalcoatlus thuộc về một cá thể có sải cánh lên đến 15,9 m, dài hơn cả một con T-Rex. Tuy nhiên, những ước tính dần dần được điều chỉnh lại theo thời gian, nằm trong khoảng từ 10 cho đến 12 m. Chiều cao của con vật ước tính khoảng 5 m, tương đương một con hầu cào cổ ngày nay. Trong khi đó thì các mẫu vật thuộc loài thứ hai, Quetzalcoatlus lawsoni có kích thước nhỏ hơn nhiều với sải cánh khoảng từ 4 đến 5 m. Với kích thước khổng lồ như vậy, bạn nghĩ Quetzalcoatlus nặng bao nhiêu? Đây mới là điều ấn tượng nhất. Một con khủng long như Dilophosaurus với chiều dài khoảng 7 m đã nặng đến 400 kg. Một con hươu cao cổ có chiều cao ngang với Quetzalcoatlus đã nặng đến 1,2 tấn. Nhưng con vật biết bay khổng lồ này, kể cả những cá thể lớn nhất, chỉ có cân nặng ước tính tối đa là 200-250 kg. Như ước tính ban đầu cho rằng chúng có thể nặng đến nửa tấn, và các nhà khoa học tin rằng khối lượng này quá nặng để có thể bay được. Và có người như Donald Henderson thậm chí còn cho rằng Quetzalcoatlus không thể bay được. Đó là chưa kể chúng còn phải tha thêm khối lượng của con mồi trong những trường hợp cần thiết. Nhưng nếu không bay được thì nó cần sải cánh lớn đến thế để làm gì? Phải đến khi nghiên cứu rất kỹ bộ xương của các loài rực long khổng lồ, họ mới nhận ra chúng nhẹ đến mức ngạc nhiên nhờ cấu tạo đặc biệt, chẳng hạn như phần cổ. Ống thần kinh được đặt ở giữa và nối với vách ngoài của đốt sống cổ bằng các dải cơ mỏng giống như thanh răng, xếp thành hình nan hoa sen đẹp và có bố cục xoắn ốc theo chiều dọc. Cấu trúc này giúp giảm nhẹ đáng kể khối lượng và được tính toán có khả năng chống oằn lên đến 90%, giúp chúng nâng đỡ cái đầu khổng lồ của mình hết sức dễ dàng. Trong khi đó thì phần xương ngực rất lớn để cung cấp chỗ bám cho các cơ ngực cực khỏe để tạo ra lực đập cánh. Chi sau mạnh mẽ có thể tạo ra những cú phóng lên đến 8 mét so với mặt đất. Một khi đã cất cánh thì bầu trời hoàn toàn là của Quetzalcoatlus, và như Mike Habib, giáo sư ngành cơ sinh học của Đại học Chatham đã tính toán, thì gã khổng lồ biết bay này có thể hoạt động trong phạm vi từ 13.000 đến 19.000 km, đủ để bay từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội rồi vòng lại đến 5 lần như vậy, thậm chí là đủ sức để bay từ Hồ Chí Minh đến New York của Mỹ. Tất nhiên, tính toán vẫn chỉ là tính toán, nhưng không thể phủ nhận rằng với kích thước khổng lồ của mình thì Quetzalcoatlus vẫn là một sinh vật biết bay cực khỏe và bền bỉ. Chính vì thế mà vào thập niên 1980, cơ quan chỉ đạo các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến của Mỹ đã sử dụng Quetzalcoatlus như nguồn cảm hứng trong một số nguyên mẫu thiết bị bay không người lái của họ. Việc nghiên cứu các đặc điểm thích nghi đã giúp Quetzalcoatlus thành công trong việc bay lượn, có thể giúp ích rất nhiều cho ngành hàng không trong tương lai, thậm chí là cấu trúc xương của nó có thể được ứng dụng trong ngành xây dựng. Khỏi phải nói cũng biết, một sinh vật khổng lồ mà còn biết bay như vậy là nỗi khiếp sợ như thế nào với các giống loài sống cùng thời. Với cái mỏ dài và nhọn hoắt thì mỗi cú mổ của Quetzalcoatlus không khác nào những đòn tấn công chí mạng một con mồi. Trái với nhận định ban đầu cho rằng Quetzalcoatlus ăn cá là chính, những nghiên cứu gần đây cho thấy chúng sống xa các bờ biển và thay vào đó, chúng sẽ hoạt động như những kẻ săn mồi rình rập giống cò hiện đại ngày nay, với con mồi là những động vật có xương sống vừa miếng xuất hiện trong tầm mắt, ở trong đất liền và dọc sông suối. Vậy còn những con khủng long lớn sống cùng thời Quetzalcoatlus chẳng hạn như khủng long bạo chúa thì sao? Cho đến nay, dữ liệu hóa thạch vẫn chưa ghi nhận nhiều về tương tác của Quetzalcoatlus với các loài khủng long sống cùng thời. Vào năm 2002 thì người ta từng khám phá một đốt sống cổ rực long khổng lồ nằm chung chỗ với một mẫu vật T-Rex ở hệ tầng Hell Creek, nhưng không tìm thấy vết răng nào của T-Rex trên đó. Đốt sống này có thể thuộc về một con Quetzalcoatlus lawsoni với sải cánh khoảng 5,5 m. Vừa rồi là một số điều hết sức thú vị về Quetzalcoatlus, gã khổng lồ biết bay cuối kỷ phấn trắng. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi các video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.